Phỉ Thúy cách cách cầu kiến. Phỉ Thúy cầu kiến sao? Cuối cùng cũng chịu về rồi. Tuyên, Tuyên, Phỉ Thúy cách cách cầu kiến. Phỉ Thúy tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng Cát Tường. Miễn lễ. Tạ hoàng thượng. Cuối cùng thì muội cũng chịu về rồi, còn biết đường về sao? Hoàng thượng. Được rồi, nói đi, cuối cùng thì muội đã tới nơi nào chơi vậy? Huyện Tam Hà. Lại là huyện Tam Hà. Muội tới huyện Tam Hà làm gì? Muội. Cách cách, mau nói đi, không nói ra là không kịp đâu. Ta biết nói làm sao đây? Tiểu Liên, ngươi thì thầm to nhỏ chuyện gì? Nô tì không có nói gì hết. Ngươi còn nói là không có gì sao? Được, nếu Phỉ Thúy không dám nói thì ngươi nói thay cho cách cách đi. Cách cách, mau nói đi. Ta là nữ nhi, làm sao nói được đây? Nói gì đi. Còn không mau nói. Tóm lại, tiến cũng một đau, lui cũng một đau, chết thì đành chịu. Khởi bẩm hoàng thượng, thật ra cách cách muốn. Cách cách muốn cái gì? Muốn được thành thân. Hả? Phỉ Thúy muốn thành thân sao? Vậy hoàng thượng, người đó chính là Hoàng Thiên Bá đó. Lại là tên Hoàng Thiên Bá. Hoàng Thiên Bá chỉ là tầng lớp bình dân, không chuẩn tấu. Hoàng thượng, Quỳnh đã gặp Thiên Bá rồi, Quỳnh cũng cảm thấy Quỳnh ấy không tệ, sao lại không chuẩn tấu? Phỉ Thúy à, trẫm đã nói với muội rồi, Hoàng Thiên Bá hắn không thích muội. Với lại hắn chỉ là bách tính bình dân, lại là người Hán, bản Hán không thể thông hôn, muội không biết sao? Nô tỳ to gan khởi bẩm hoàng thượng, Hoàng Thiên Bá đó trước đây đã nói không muốn lấy cách cách là bởi vì Quỳnh ấy đã nhận lầm người rồi. Hoàng Thiên Bá nhận lầm người? Hắn nhận lầm ai chứ? Là Mã Não cách cách. Hắn nhận lầm Mã Não sao? Dạ phải hoàng thượng. Hôm đó Thiên Bá ở trong hoàng cung, Mã Não có đi tìm Quỳnh ấy, kết quả là Thiên Bá bị hù chạy mất, cho nên Thiên Bá nói không lấy cách cách. Thật ra là cách cách mà Quỳnh ấy không lấy đó chính là Mã Não, không phải là muội. Có chuyện này thật sao? Phỉ Thúy, trẫm biết là muội thích Hoàng Thiên Bá, nhưng mà Hoàng Thiên Bá hắn... Hoàng thượng, trời ơi. Hoàng thượng, Quỳnh đã nói rất nhiều lần rồi, muội có thể đọc ngược lại luôn đó. Gì mà tầng lớp bình dân, gì mà mãn Hán không thể thông hôn. Thiệt tình, Quỳnh là hoàng thượng của triều Thanh nhà này, chỉ cần Quỳnh tùy tiện nói ra vài câu, phong Quỳnh ấy làm quan, Quỳnh ấy không còn là bình dân nữa. Phỉ Thúy à, sao trẫm có thể vô duyên vô cớ cho hắn một công danh được chứ? Không thể vô cớ công danh. Hoàng thượng, Thiên Bá là một người có võ công cao cường, Quỳnh hãy mở một khoa thi đi, cho Quỳnh ấy thi võ. Muội tin là chắc chắn Thiên Bá sẽ lấy được chức quan nào đó. Đúng 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 đúng. Đúng cái đầu của ngươi. Tiểu Liên, nói, có phải là ngươi từ sáng tới tối ở bên cạnh của cách cách dung túng cho cách cách không? Hồi bẩm hoàng thượng, Tiểu Liên dù có gan tày trời đi nữa cũng không dám dung túng cách cách. Thật sự là cách cách thật lòng yêu thương Hoàng Thiên Bá, không thể nào mất Hoàng Thiên Bá. Tiểu Liên ở bên cạnh người đã thấy rất là rõ ràng. Còn nữa là cách cách không thể không có Hoàng Thiên Bá. Cách cách sẽ ăn không ngon, ngủ không được. Cách cách sẽ... Được rồi. Mấy nữ nhi như hai người sao có thể nói như vậy chứ? Trẫm nghe không lọt lỗ tai mà. Hoàng thượng chuẩn tấu đi mà. Hoàng thượng. Bây giờ Hoàng Thiên Bá đang ở đâu? Thiên Bá đang ở huyện Tam Hà, phải chịu. Chịu khổ. Bây giờ Hoàng Thiên Bá sống trong huyện nha, huyện Tam Hà có cuộc sống cực khổ. Bây giờ đang đợi hoàng thượng hạ chỉ để cứu giúp đó. Hoàng thượng, Quỳnh mau hạ chỉ đi. Nếu Quỳnh vẫn không chịu hạ chỉ, muội không muốn sống nữa. Được rồi, hai người đi đi. Trẫm sẽ suy nghĩ thật kỹ. Đa tạ hoàng thượng. Xin đa tạ hoàng thượng. Nô tì phải làm sao? Né, còn quỳ làm gì nữa, mau đi thôi. Tạ hoàng thượng. Tiểu Nghiêm Tử. Có nô tài. Thấy đó.
Một cách cách của triều Thanh uy nghiêm, sao có thể lấy một bách tính bình dân được? Đúng là làm khó trẫm mà. Hồi hoàng thượng, nếu như cách cách đã thích rồi thì cứ chiều theo cách cách đi. Với lại là bây giờ bên ngoài không phải mọi người đều bình đẳng hay sao? Hoàng thượng, hoàng thượng. Cách cách hiện giờ đi qua cạnh cửa này 20 mấy năm rồi, sao còn bị ngã như vậy? Bất kể ta đi. Đây là khả năng đặc biệt của ta, nếu như có giỏi thì người té cho ta coi đi. Mà nào, mùi tới đây làm gì? Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng thượng Cát Tường, trời ơi, đau muốn chết luôn. Tiểu Mai, dạ, người nói với hoàng thượng đi. Tiểu Mai nói đi. Khởi bẩm hoàng thượng, cách cách muốn cách cách muốn gì? Cách cách muốn thành thân. Mã não cũng muốn thành thân sao? Lúc nãy phỉ thúy cách cách nói muốn thành thân, bây giờ là mã não cách cách cũng muốn thành thân. Tại sao bây giờ ai cũng muốn thành thân hết vậy? Tiểu Nghiêm Tử. Dạ. Ngươi ở đó lại nhảy cái gì vậy hả? Hả? Phỉ thúy cách cách cũng muốn thành thân sao? Vậy tốt quá rồi. Bỏ chuyện đó qua đi. Tóm lại, ý của muội là muội phải thành thân. Là người nào khiến cho muội kiên quyết vậy? Quỳnh ấy chính là bạch mã hoàng tử trong lòng của muội. Là người trong mộng của muội. Quỳnh ấy còn là đối tượng nụ hôn đầu tiên của muội nữa. Muội nói từ nãy tới giờ trọng vẫn chưa biết người đó là ai. Muội còn không mau nói tên của hắn ra đi. Quỳnh nghe cho rõ đây, tên họ của Quỳnh ấy là Hoàng Thiên Bá. Lại là Hoàng Thiên Bá. Nhưng mà phỉ thúy cách cách đã. Tiểu Nghiêm Tử. Dạ. Không được nhiều chuyện. Dạ. Phỉ thúy cách cách đã về rồi hả? Vậy quá tốt rồi. Lúc nãy phỉ thúy nói người Hoàng Thiên Bá thấy là mã não. Cả hai mũi mũi đều thích tên Hoàng Thiên Bá, với lại còn muốn thành thân với hắn gấp như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân gì đó. Muốn hỏi chuyện hỏi mã não dễ hơn, nên trẫm sẽ dụ mã não nói ra mới được. Mã não à? Hoàng thượng. Nói, tại sao nhất định phải thành thân với Hoàng Thiên Bá? Người thích Quỳnh ấy. Thích hắn ở điểm nào? Thích Quỳnh ấy ở điểm nào? Bởi vì Quỳnh ấy có rất nhiều ưu điểm. Quỳnh ấy khôi ngô tuấn tú, nhìn trước cũng khôi ngô, sau cũng khôi ngô, trái cũng khôi ngô, phải cũng khôi ngô. Quỳnh ấy là người khôi ngô tuyệt tuyệt đỉnh 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 đỉnh. Người nói Quỳnh nghe, tại Quỳnh chưa thấy Quỳnh ấy thôi. Nếu như Quỳnh gặp được Quỳnh ấy thì chắc chắn Quỳnh cũng thích Quỳnh ấy đó. Muội đã nói sai rồi. Muội thích hắn ta, có thể từ từ quan sát hắn. Trẫm cũng có thể giúp muội từ từ quan sát hắn thử xem hắn có thật sự thích muội hay không. Không được không được, không thể chờ Quỳnh quan sát đâu. Quỳnh còn quan sát thì Quỳnh ấy chết chắc. Chết chắc? Hả? Tại sao vậy? Muội sẽ kể cho Quỳnh nghe nha. Mộng muội vừa gặp đã yêu. Ra là vậy. Đúng vậy, ta đã thay đổi tánh tình rồi. Sau này đừng gây rắc rối cho ta nữa nghe. Đúng vậy, biết vậy trước đây ta đã không thiến ngươi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kể từ khi ngươi mất đi cái đó, ngươi đã tốt hơn nhiều có phải không? Trời ơi, đừng có nói tới chuyện đó nữa. Nè, tóm lại là bây giờ ta đang cố gắng giúp cho mà nào cách cách đó. Đúng vậy, ta cũng đang giúp bằng hữu ta. Bây giờ chúng ta là cùng hội cùng thuyền thôi. Nhưng mà bây giờ Dương Phi đang muốn vào kinh, chúng ta phải làm sao đây? Nghĩ cách ngăn cản bà ta. Ngăn cản? Ngăn cản làm sao được? Hả? Ây da, trời ơi. Ê, trời, bà bị làm sao vậy? Hả? Bà già đáng chết này. Mau đứng dậy đi. Trời ơi, nương nương à, xin người mau tới xem đi. Dương Kiều. Dương Kiều. Trời ơi, chết ta rồi. À,
Ai, trời ơi, thiệt tình là bà đừng có la nữa, Dương Phi ra rồi. Mama, chuyện này là sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Là về Dương Phi à, bà ta bị đau bụng. Bị đau bụng? Trời ơi, thiệt tình, ở đây quan du vắng vẻ, Mama, bà cũng không tiện phải không? Trời ơi, Dương Phi à, cái bụng của ta, cái bụng bà ta chắc là đói rồi đó, bà đói rồi có phải không? Đúng, ta thấy đói bụng quá, ta muốn ăn cái gì đó. Đói rồi sao? Sao tự nhiên bà lại đói trong lúc này chứ, phiền chết đi được. Nương nương à, người thấy như vậy có được không? Bây giờ chúng ta hãy quay về thành ăn xong rồi sau đó hãy lên đường. Người thấy có được không? Đúng, trở về thành ăn đi ha. Khoan đã. Nè người đâu, mau đem đồ ăn tới đây. Dạ. Mama, ở đây có ngọt có mặn, còn có điểm tâm và món ăn chính. Bất cứ lần nào khi ta đi ra ngoài, bọn hạ nhân đều chuẩn bị sẵn cho ta. Hy vọng mama ăn quen mấy món này, mama ráng ăn một chút nha. Nương nương đã có chuẩn bị sẵn thì bà hãy ăn một chút đi. Trời ơi mama, ta đây nóng lòng gặp hoàng thượng nên bà vừa đi vừa ăn ha. Hả? Nè. Khởi kiệu đi. Rõ. Ây dô, trời ơi, chết ta rồi. Mama, cái chân của ta, hắn. Dương Phi bảy muốn nói là bảy đang bị, có phải là bị đau chân không? Đúng, chân của ta đau. Thiệt tình, dù gì ta cũng đã từng tuổi này rồi, đi đường xa như vậy chắc gãy chân quá. Thiệt tình là ta phải không đi nổi, ta không đi nổi nữa. Mama, ban đầu trước khi ra thành, ta đã nói chuẩn bị một cái kiệu cho bà, tại bà không chịu thôi. Thiệt tình à, Dương Phi nương nương cao quý, người là Dương Phi mà, người thì phải ngồi kiệu, chẳng qua chỉ là nhũ. Ta chỉ qua là nhũ nương, ta sao có thể ngồi kiệu được? Nếu ta ngồi kiệu sau khi tới kinh thành, bị người ta nhìn thấy chắc chắn sẽ bị chửi tận xương tủy. Nhưng mà bây giờ chân của bà đau như vậy, phải làm sao bây giờ? Chuyện này như vậy đi mama, bà cứ ngồi kiệu của ta đi, ta sẽ đi bộ. Ơi trời ơi, ngồi kiệu. Ơi trời ơi, ý này được nghe. Được, ý này hay đó Dương Phi. Ơi trời, chân của ta rất là đau, đã bị chó đá. Đức công công, ông đang làm cái gì vậy? Tại sao lại ngăn cản mama? Trời ơi, nương nương, người coi thân phận của mama cũng giống như nô tài vậy. Bà ta ngồi kiểu như vậy đâu có được chứ. Có phải không? Đúng. Dương Phi nương nương tốt với chúng tôi quá trời. Nếu người định như vậy thì chúng ta hãy quay về thành mướn thêm cái kiệu đi. Phải. Chúng ta quay về thành mướn thêm cái kiệu đi ha. Đi, chúng ta về thành nhanh lên đi. Nè khoan đã. Dương Phi nương nương à, người còn điều gì căn dặn nữa không? Nếu như hai người muốn về để mướn thêm một cái kiệu thì ta sẽ cho người đưa hai người về, còn ta sẽ đi trước một bước lên kinh thành đợi mọi người. Vậy đâu có được chứ nương nương. Người xem một mình người lên kinh thành, nếu lỡ như có chuyện gì lỡ như chuyện gì chứ? Lỡ như gặp phải sơn tặc thì tính sao đây chứ? Phải đó. Không có đâu, ta có nhiều binh sĩ đi theo như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Thiệt tình, ta rất muốn gặp hoàng thượng. Thôi ta đi trước đi ha. Trời ơi. Mama, bà lại bị gì nữa vậy? Bà lại bị sao nữa vậy? Nương nương, người ăn cơm nhưng mà không biết được nỗi khổ của người làm ruộng. Thiệt tình, người ngồi kiệu làm sao biết được người đi bộ mệt mỏi. Người còn nói là tốt với ta, thì ra chỉ là gạt ta thôi. Người còn muốn ta nói nhiều lời tốt đẹp với hoàng thượng giúp cho người, ta nói cho người biết tới lúc đó ta chắc chắn chịu không được sẽ nói xấu người cho coi. Thôi mà, xin đừng, mama đừng có làm như vậy. Vậy theo ý bà thì phải làm sao? Hay là như vậy đi, dù gì chúng ta cũng đều lên kinh thành, chi bằng chúng ta tất cả công bằng cùng đi bộ hết. Đúng, Đức công công. Đức công công nói vậy nghe cũng phải. Vậy thì chúng ta đi ba bước lùi hai bước, đi ba bước lùi bốn bước. Trời ơi, bà xem bà đi chiếc thằng chạy nhắc rồi. Mama.
Mama, vậy hay là để ta đỡ bà, chúng ta cùng nhau đi từ từ ha. Vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Đi. Đi thôi, đi thôi, đi. Thiệt là không ngờ Dương Phi nương nương lại lợi hại dữ nha. Thiệt ngại quá Mama. Trước đây ta cũng từng luyện võ công, khinh công của ta cũng khá. Hơn nữa là Mama cũng không quá nặng, ta dẫn theo bà không có mất sức. Mama, chúng ta đi thôi. Đi thôi. Chết rồi. Vậy thì càng làm càng hỏng chuyện. Không phải là càng mau tới kinh thành sao? Vậy sao được? Mình phải theo thôi. Đợi chút. Chu tỷ tỷ, tỷ thực sự muốn đi sao? Ừ. Nhưng mà sức khỏe của tỷ vẫn chưa khỏi, tại sao lại muốn đi? Đại nhân bận rộn công vụ, ta ở lại đây sẽ quấy rầy ngày ấy. Hơn nữa ta còn gây ra bao nhiêu phiền phức. Ta nên ở quán trọ thì tốt hơn. Chu tỷ tỷ, muội và tỷ có duyên gặp gỡ, muội không muốn để tỷ đi. Vậy muội cùng ta tới quán trọ đi. Như vậy cũng là một cách hay. Nhưng mà... Nhưng mà sao? Nhưng mà nếu tỷ thật sự muốn đi, có phải nên báo cho đại nhân một tiếng không? Không cần đâu. Đại nhân đã tới phủ nha rồi. Ta định lát nữa chúng ta đi, nói với người trong phủ một tiếng là được. Như vậy cũng được. Muội có quen một quán trọ ở trong thành này đó. Muội đưa tỷ tới đó trước, đợi khi quay lại đây sẽ nói với đại nhân sao? Như vậy cũng được. Làm phiền muội nha. Đứng lại. Không phải cô vẫn chưa khỏe lại sao? Sao hả? Giờ đã có thể xuống giường, lại có thể ngó đông ngó tây rồi. Ta thật không nhìn ra đó. Cô giỏi diễn tuồng quá ha. Cô nói gì vậy hả? Nói chuyện đàng hoàng thì chết hay sao? Tại sao ta phải nói chuyện đàng hoàng chứ? Nè, tiểu thư, cô đừng nói chuyện như vậy. Như Sơn cô nương là khách của biểu thiếu gia. Dù cô nương là bằng hữu của Như Sơn cô nương, cô nói như vậy giống như đang đuổi khách vậy đó. Sao hả? Bây giờ ngươi là chủ nhà hay sao? Ngay cả nhà đầu chết tiệt như ngươi cũng dám trèo lên đầu của ta. Cô có gì khó chịu cứ đổ lên đầu tôi là được. Sao lại đánh cô ấy? Ta đánh nha hoàng của ta liên quan gì tới cô? Bây giờ ta muốn đánh nó đó. Tiểu thư, có người nào quá đáng như cô chứ? Cô chỉ biết ức hiếp người thật thà, nha hoàng thì không phải là người sao? Sao cô lại đối xử người ta như vậy? Được lắm, bây giờ các người liên kết lại ức hiếp ta hả? Châu Nhi, ngươi qua đây cho ta. Đừng qua đó. Nếu cô qua đó, cô ta lại tiếp tục đánh cô đó. Cho dù tiểu thư muốn đánh Châu Nhi, cô ấy vẫn là tiểu thư của Châu Nhi. Vì gia đình nghèo khó, từ nhỏ Châu Nhi bị bán cho nhà tiểu thư làm tỳ nữ. Châu Nhi đành phải chịu thôi. Cái gì mà đành chịu thôi hả? Có người chủ nào mà độc đoán khách dịch vậy không? Ra giá đi, ta sẽ chuộc cô ấy lại. Nực cười, cô giúp nó chuộc thân. Ta không chịu bán đó. Ta chính là muốn hành hạ nó. Ta chính là muốn ngược đãi nó. Ta chính là muốn đánh nó để hả giận. Cô dám làm gì ta chứ? Đồ tâm lý bệnh hoạn. Châu Nhi, ngươi còn không mau qua đây. Lẽ nào muốn ta qua đó mời ngươi sao? Ê, nè. Để con ngươi còn dám chạy không? Cô ấy đã làm sai chuyện gì mà cô đánh cô ấy như vậy chứ? Ta thích đó. Nha đầu là do ta nuôi, ta muốn đánh sao thì ta đánh, muốn mắng sao thì ta mắng. Cản trở gì ngươi sao? Biểu tiểu thư, làm người thì phải nói đạo lý. Nãy giờ ta ở bên kia nghe rất rõ, Châu Nhi đâu có làm sai chuyện gì. Chẳng qua cô đánh cô ấy để làm khách mất mặt thôi. Ta làm khách mất mặt sao? Ngươi không thấy bọn họ dồn ta vào thế bí hả? Ta đã hiểu rồi. Ngươi cũng muốn giúp ả Chu Ngọc đó chống đối lại ta chứ gì? Thu Quang, ngươi đừng có quên, ngươi chỉ là một tên nô tài của biểu ca ta. Cấm miệng. Mùi nói cái gì? Mùi, nói lại một lần nữa xem. Không sao đâu, đại nhân. Không sao, không sao đâu. Đúng như vậy đại nhân, đừng làm mọi chuyện thêm rối nữa. Quynh chỉ biết giúp người ngoài, trước giờ Quynh đều không giúp mùi. Mùi là biểu mùi của Quynh. Mùi biết là Quynh muốn làm cho mọi chuyện rối tung lên để đuổi mùi đi mà. Biểu tiểu thư à, đừng có nói nữa. Đây là chuyện nhà của bọn ta, không tới lượt nô tài như ngươi xí vào. Biểu ca.
huynh đánh muội. Đừng gì, ta phải đánh muội rồi. Bởi vì muội dám cả gan nói thu quan bằng hữu của ta như vậy. Cái tác này, này để nói cho muội biết. Tới chút xíu đạo lý làm người muội không hiểu sao? Muội không hiểu, đương nhiên muội không hiểu rồi. Chỉ có nữ nhân kia hiểu, có đúng hay không? Muội đừng lôi cô ấy vào. Muội muốn lôi cô ấy vào đó. Đại nhân, ngài là quan thanh liêm, làm người chính trực, sao lại có một biểu muội chuyên gây sự vô cớ như vậy? Cô ta đúng là làm mất hết mặt mũi của ngài mà. Cô nói cái gì? Ta muốn nói gì thì ta cứ nói thôi, có làm sao không? Nè, thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Mọi chuyện đều là do tôi cả. Bây giờ tôi sẽ đi. Ê, Chu tỷ tỷ. Tỷ đừng đi, xem cô ta có thể làm gì. Được, hôm nay cô không đi thì là ta đi. Tiểu thư, cô đừng đi mà. Biểu thiếu gia, cậu khuyên tiểu thư giùm đi. Người xem, người xem, Quỳnh ấy đối xử với ta như vậy đó. Quỳnh ấy muốn quan tâm con hồ ly tinh kia, trước giờ đều không quan tâm ta. Trần Cúc, muội còn dám ăn nói linh tinh, ta sẽ đánh cho cô gãy hết răng luôn. Được, Bành Bằng, ngay cả tùy tùng bên cạnh Quỳnh cũng dám nói muội như vậy. Muội, muội không muốn sống nữa. Tiểu thư, tiểu thư, biểu thiếu gia, cậu mau gọi tiểu thư lại đi. Đại nhân, tôi thấy ngài nên đuổi theo cô ấy, kêu cô ấy quay lại đi. Không cần đâu, chân là chân của muội ấy, nếu muội muốn đi ta không thể giữ được. Tiểu thư, tiểu thư. Đại nhân à, không thể để cô ấy bỏ đi như vậy. Người ta một mình tới đây tìm người để nương tựa, người không thể khiến sự việc đi tới cục diện như vậy. Đi tìm cô ấy đi. Thu Quan ca, tôi vốn dĩ cũng muốn nói giúp cho biểu tiểu thư. Quỳnh cũng thấy rồi đó, cô ta nói chuyện quả thật rất quá đáng. Thái độ của cô ấy đối với Quỳnh và đối với mọi người, còn đối với đại nhân như vậy, tôi không thể nào nhịn nổi nữa. Không sao đâu đại nhân, để tôi đi, tôi sẽ tìm cô ấy về. Nè Thu Quan. Đại nhân, ngài vì tôi mà như vậy có đáng không? Chu cô nương, tôi làm vậy không chỉ là vì cô. Đúng đó, tôi nói đại nhân chính trực mà, là biểu muội của đại nhân quá đáng trước. Tỷ đã muốn đi mà cô ta còn tới mắng tỷ. Nè đừng nói nữa. Chu cô nương, cô cầm theo tay nãy này, lẽ nào cô muốn đi sao? Đại nhân, vì tôi mà ngài với biểu muội ngài xung đột dữ dội tới như vậy, trong lòng tôi cảm thấy rất bất an. Tốt hơn tôi nên tới quán trọ ở, chờ cô tôi quay lại. Chu cô nương, thành thật xin lỗi cô, là biểu muội của ta ngạo mạn vô lễ, muội làm như vậy đối với ta, ta có thể chịu đựng được, nhưng mà ta tuyệt đối không để chịu được khi muội đối xử với bằng hữu của ta như vậy. Chu cô nương, cô hãy ở lại đi được không? Bằng hữu? Ngài coi tôi là bằng hữu sao? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy đó. Đại nhân đã kêu tỷ ở lại rồi thì tỷ cứ ở lại đi mà. Tôi đúng đó, chú cô nương, đại nhân nhà tôi ngày thường bận rộn công vụ, cũng chẳng có bằng hữu, khó tìm được người nói chuyện hợp như cô. Chi bằng cô ở lại đây thêm mấy bữa đi, có được không? Đồng ý đi. Trời ơi, tỷ hãy ở lại đi mà. Trời ơi, tỷ mau nói đi, mùi sốt ruột quá rồi. Tỷ coi đi kìa, đại nhân vừa nghe tỷ nói sẽ ở lại, vui mừng chưa kìa. Đa tạ đại nhân. Chú cô nương, nếu như cô đã đồng ý ở lại đây rồi, sau này đừng gọi ta là đại nhân gì nữa, cứ gọi ta là Bành Bằng vậy là được. Như vậy sao được chứ, đại nhân là người có chức vị, tôi phải gọi ngài là đại nhân. Đa tạ đại nhân. Vậy cô thích gọi sao á thì cứ gọi vậy đi. Được rồi, nếu như tỷ đã đồng ý ở lại đây rồi, sức khỏe của tỷ cũng chưa hồi phục, để muội đỡ tỷ vào trong nha. Đại nhân. Đại nhân, cô ấy đã đi xa lắm rồi. Chu tiểu thư quả thật xinh đẹp. Đúng là rất đẹp. Người nói linh tinh gì vậy? Đại nhân, tôi thấy người có vẻ rất thích Chu cô nương thì phải. Không được nói bậy. Đại nhân, tôi đâu có nói bậy. Bình thường người lúc nào cũng chỉ có một bộ dạng nghiêm túc, duy nhất lần này người lại quan tâm tới Chu cô nương như vậy.
Còn ăn nói linh tinh nữa, cô chỉ là đánh người đó. Sai rồi, sai rồi. Hay, không ngờ Chu cô nương và biểu tiểu thư khác một trời một vực như vậy. Tính cách của họ rất khác nhau. Khó trách đại nhân nhà mình thích cô ấy đến như vậy. Ta chẳng qua muốn dọa cô chơi thôi. Cô sợ vậy sao? Sao vậy? Ta làm cô giật mình đi sao? Xin lỗi nha, xin lỗi nha. Ta không có ý đâu. Tôi tức sắp chết rồi. Tức ai vậy? Biểu ca của tôi đó. Biểu ca Bành Bằng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chuyện là như vậy nè. Thì ra chuyện là vậy. Quỳnh nói có tức hay không chứ? Ta nói nghe nè Trần Cúc, rốt cuộc là cô thích ta hay là thích Bành Bằng đại nhân vậy? Hay là thích tên Thuần Bối Lạc kia? Rốt cuộc bây giờ cô đang làm gì vậy? Quỳnh đã chiếm đoạt tôi rồi không chịu cưới tôi. Bây giờ tên Thuần Bối Lạc kia đã trở thành đồ bỏ đi. Quỳnh nói đi, Quỳnh muốn tôi cả đời này phải dựa vào ai đây hả? Ê, cô cũng biết là Doãn Lượng ta là một con ông hút mật. Chỉ cần là cô nương xinh đẹp, ta đều không thể kìm lòng mà ra tay. Quỳnh biến thái. Thì tại ta biến thái cho nên ta mới không cưới cô đó. Nhưng bây giờ biểu ca tôi đã bị ả tiện nhân kia mê hoặc rồi. Quỳnh nói coi tôi phải làm sao đây? Ý của cô là muốn nói kêu ta giúp cô làm nhục cô gái đó sao? Doãn Lượng, nếu Quỳnh thật sự có bản lĩnh thì đi chiếm đoạt cô ta đi, để xem biểu ca tôi có còn thích cô ta nữa không. Được, vậy chúng ta đi trước đã. Đi đâu chứ? Đi, ta sẽ đưa cô tới một nơi vui vẻ. Dù sao thì bây giờ cũng còn sớm, chúng ta cùng nhau đi ăn uống trước rồi vui vẻ một chút hả? Đi. Sao tiểu thư lại cười cười nói với tên dâm tặc đó? Cô ấy còn muốn để cho tên dâm tặc đó làm nhục Chu cô nương. Chuyện này làm sao đây? Chỗ gì? Tô Đại Hiệp. Không cần lo lắng, những điều họ nói ta đều nghe thấy hết rồi. Tô Đại Hiệp, Quỳnh nghe hết rồi sao? Không ngờ đại nhân công chính liên minh lại có một biểu muội như vậy đó. Tô Đại Hiệp, Quỳnh đừng nói chuyện này cho biểu thiếu gia biết nha. Nếu như ngài ấy biết thì ngài ấy nhất định sẽ đuổi tiểu thư đi. Tiểu thư nhà cô đã không còn xứng đáng với đại nhân. Dầu gì biết chứ. Có điều đối với một nữ nhi mà nói, chuyện cả đời còn lại có thể dựa vào ai đi? Chỗ gì? Tiểu thư nhà cô đối với cô như vậy, cô còn trung thành với cô ấy thật sự rất hiếm có. Nhưng mà cô có bao che cho cô ta thì giấy cũng không gói được lửa đâu. Châu Nhi biết chứ, nhưng ngọn lửa này không phải là Châu Nhi tôi hay là chính tay Tô Đại Hiệp châm là được. Nghe cô khéo ăn khéo nói kìa, cô hy vọng ta không nói chuyện này với đại nhân có đúng không? Nè Châu Nhi, cô có được đi học không? Tiểu thư đi học từ nhỏ, cô ấy cũng không ngần ngại dạy cho tôi. Vì vậy tôi cũng học được một ít sách, viết được vài chữ. Thỉnh thoảng biểu thiếu gia và tiểu thư thường đàm đạo thơ văn, cho nên Châu Nhi ít nhiều cũng biết được một ít. Tiểu cô nương như cô cũng rất có chí. Nếu như tiểu thư nhà cô thật là không biết ô nhục tới đâu rồi. Tô Đại Hiệp, Châu Nhi cầu xin huynh đó. Được rồi, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ không nói với đại nhân đâu. Đa tạ Tô Đại Hiệp. À đúng rồi, lúc nãy Tô Đại Hiệp giải dây giùm Châu Nhi, Châu Nhi vẫn chưa đa tạ huynh. Không cần khách sáo. Châu Nhi, sau này đừng gọi ta là Thu Đại Hiệp gì nữa, cứ gọi ta như ca ca của mình. Gọi ta Thu Đại Ca đi. Được hả? Được, ta cũng không có muội muội, ta sẽ coi cô như muội muội của ta. Được chứ? Ta e tên Doãn Lượng kia sẽ gây bất lợi cho tiểu thư nhà muội. Ta đi xem thử. Muội về trước đi. Được rồi Thu Đại Ca. Thu Đại Ca, thật có lòng chính nghĩa, Quỳnh ấy giống hệt như biểu thiếu gia, đều là những nam nhân đầu đội trời chân đạp đất,